go. Well, no, I mean, make it rich because you admit it. You say it was your fault. Thế thì tí đã chụp cho mẹ rồi anh ạ. Giống như sau Harry Potter.
Đâu? Đi vào đường này hả? This way? This way, and you can go this way. Oh, okay. Nhưng mà đi qua cái vòng sẽ hay hơn. Wow. Hay quá. Wow. Wow. There's still more, look. Wow. Nhiều thế nhỉ? Wow. Wow. Đủ các bạn. Đủ các thể loại. Wow. Nhiều thế nhỉ? Một trong những tiệm sách, 20 tiệm sách thiết kế độc đáo nhất thế giới nằm ở chính là ở LA, downtown của Los Angeles. Wow. Em thì con đi tiếp vào trong này đứng rồi. Wow. Đây đang xấu khổ. Andrea. Hết chưa? Chắc thì cũng là hết rồi. Chắc là hết rồi. Sách được để các loại giá khác nhau. Dọc, ngang, chéo, nghiêng thẳng, bậc thang, xoay, đục kiểu. Còn có những góc ngồi bậc cho mọi người. Tôi nghĩ là giờ trần phúc. Đấy là trần. Đây, một loại giá sách cũng độc đáo. Hai anh chú. Hay kìa. Ba nhà sách. Mình nhìn lại cái bức thân đó là đây nhỉ. Toàn sách là sách nhỉ. Rồi đây là nơi mình được cái trên xuống phía dưới. You reach the last wall of the last bookstore. At the last bookstore. Đến chỗ này là bức tường cuối cùng rồi. Bạt ngàn câu mai nào là sách. Vậy là mình đã dẫn cả nhà đi tham quan một trong 20 tiệm sách đẹp nhất thế giới ở LA. Mình thích cái book tunnel. Và mình thích cái khu mà người ta xếp sách thành vòng tròn để có thể chụp ảnh. Rồi những cái trang sách ở trên trần nhà. Rồi những cái trang sách mở trang trí. Rồi những cái giá sách rất là đặc biệt. Quá nhiều góc yêu thích. Và cái khu vực bán băng đĩa. Hẹn gặp cả nhà ở những cái video tiếp theo. Thanks, subscribe, like, share. Thanks for watching. Bye bye.